đúng ra thì lại đang bánh canh thì làm ơn nói giá giùm. Tôi cũng chào giá đàng hoàng tử tế chứ đâu phải mình bán đại bán đùa đâu. Mình bán đơn mà người ta đặt vô mặt chứ ở đó mà ta bóc tiền ta trả cho mình. Trời, tôi bánh canh 300 ngàn làm dữ vậy. Trời ơi, tôi đâu có làm gì dữ đâu. Thì tiền nào nó của nấy. Chứ cái bánh canh, số bánh canh mà tới 300 ngàn dữ vậy. Cái câu nói đó hoài. Gần đây ở Sài Gòn đang hot bởi món bánh canh cua 300.000 đồng. Quán không biển hiệu, bán vỉa hè ở đầu con hẻm 360 đường Phạm Văn Chí, quận 6. Cộng đồng mạng kháo nhau tìm đến để ăn thử tô bánh canh 300.000 đồng có gì đặc biệt. Thực khách từ các quận huyện xa cũng tìm đến quán bánh canh vỉa hè 300.000 đồng để đứng xếp hàng chờ mua. Ngay trước quán bánh canh này đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hỗn loạn bởi lượng khách kéo đến quá đông. Cảnh người đứng ngồi chờ tràn lan từ ngoài đường vào trong hẻm. Cuộc sống của nhiều người dân gần đó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Có người chờ cả giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa được thưởng thức. Nhiều người từ Mỹ, Canada, châu Âu cũng đọc được những thông tin hot về quán bánh canh 300.000 đồng ở vỉa hè Sài Gòn. Nên khi có dịp về nước thì lập tức tìm đến đây để thưởng thức ăn cho biết. Được biết, chủ quán bánh canh vỉa hè 300.000 đồng này là vợ chồng bà Loan, đã bán được hơn 30 năm nay. Khi thông tin về quán được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thì vợ chồng bà Loan cùng người nhà đã trở nên vất vả hơn. Nhưng được cái là buôn bán không kịp trở tay. Lượng khách kéo đến đông nghịch mà quán xá nào cũng thèm thuồng. Bà Loan làm quần quật, không kịp trở tay mà khách chờ đợi, hối thúc liên tục. Chồng bà và những người thân phục vụ mở hơi tai, liên tục phải nói lời xin lỗi đối với khách chờ quá lâu nhưng chưa đến lượt thưởng thức. Thực tế trong tô bánh canh 300.000 đồng có gì mà hút khách đến như thế? Rất đông khách chờ để mua thưởng thức tô bánh canh cho bằng được. Chú đến lâu chưa mà 2 giờ mấy tới giờ? 2 giờ mấy hả? 4 giờ mới mở mà. À, tại đi ngang đây rồi đầu cái thấy chưa tới rồi mới đi đảo vòng quay lại. Mở cửa đi vòng vòng kiếm. Rồi chú mua mấy bịch mang về? 6 bịch. 6 bịch mỗi bịch là bao nhiêu tiền chú? Bịch này là giò heo thôi mà 5 chục. Giò heo không? Số con là 300 ngàn đó. Này này sao con 6 tô này chú? Giò heo chứ không chú cả cải khác. Chú có còn 6 tô. Nó đủ thứ hay gì? Sao không, cái này chụp con đi. Cái này giò heo không, lại cua không nè. Nhà có. Kinh. Theo bà Loan, chủ quán chia sẻ, tô bánh canh mà quán vỉa hè của bà bán đều là từ các nguyên liệu tươi sống như tôm, càng cua, chả viên, thịt, giò nạc heo, do chính tay bà chọn từ thứ ngon nhất. Thực tế là bánh canh bà bán có mức giá cao nhất, ví dụ như tô bánh canh thịt nạc chỉ 40.000 đồng, bánh canh giò và chả cá thác lát là 70.000 đồng, còn bánh canh chả cá thịt nạc là 80.000 đồng. Cao nhất là bánh canh cua 300.000 đồng, gồm đầy đủ các loại như cua, tôm, chả cá thác lát. Khách đến muốn ăn loại nào phải báo trước cho bà Loan hay người phục vụ biết để chế biến phù hợp với nhu cầu ăn và túi tiền. Để có những tô bánh canh ngon nhất phục vụ khách, vợ chồng bà Loan và người nhà phải thức khuya dậy sớm, cực kỳ vất vả mà ít ai biết. Cả gia đình quần quật để chuẩn bị nguyên liệu,
và đến 16 giờ chiều mỗi ngày thì đưa ra con hẻm để bán. Lượng khách đông đúc đã chờ sẵn, xếp hàng mua. Xã hội dậy sóng với quán bánh canh cua 300.000 đồng thì bà Loan cũng chưa hẳn vui vẻ trọn vẹn mà có những bức xúc khác. Đó là thông tin lan truyền trên mạng đã có nhiều ý kiến khác nhau. Cụ thể có nhiều người nói rằng ăn tô bánh canh cua 300.000 đồng chất lượng là đáng đồng tiền bát gạo, nhưng cũng có không ít ý kiến lại chê quá đắt, chặt chém và bỏ ra số tiền lớn như thế để ăn một tô bánh canh liệu có đáng không. Xung quanh những ý kiến khen chê đó, bà Loan cũng như chồng bà đều đặc biệt lưu ý, nhưng có những lúc bà không kìm lòng được và có những bức xúc phân trần. Cái chuyện mà giá cả tôi không quan tâm, mà tôi quan tâm cái chất lượng của đồ của tôi phải bán cho tôi như thế nào. Cho nên tôi mặn ăn với ai bền bỉ là tại vì mình mặn ăn là phải có uy tín. Nói cho cậu nghe, nếu mình bán đơn mà người ta đập vô mặt cho ở đó mà ta mất tiền ta trả cho mình, đúng không? Dạ đúng. Thôi nói đơn giản vậy thôi à. Cái đó cái tối ngày cứ nói đi tới đâu cái lên miếng này đi, đi ra tới đâu trời, có bánh canh 300.000 làm dữ vậy. Trời ơi, tôi đâu có làm gì dữ đâu. Nó xin lỗi chứ từ học đều. Chứ tới học tiêu tôi cũng tự sai em ăn chứ tôi mới mua đồ trời đâu. Bánh tôm đó, bánh tôm tự tôi bán 20.000 nó vẫn ăn được rồi, thậm chí 15.000 cũng vẫn ăn được rồi. Thì tiền nào nó của nấy. Chứ cái bánh canh, sốt canh mà tới 300.000 dữ vậy, cái chứ đâu hết đâu hoài. Chung là khách yêu cầu bao nhiêu thì dự lượng bán bao nhiêu thôi. Thì như là người ta bằng lòng cô điều đúng ra thì lại đen bánh canh thì làm ơn nói giá giùm. À, tôi cũng chào giá đàng hoàng thực tế chứ đâu phải mình bán lại bán mùa đâu, đúng không? Dạ. À, tôi thấy ông đi đâu có đồ mà nó tươi trong tới như vậy, kho công đồ tươi hết, toàn bộ là đồ tươi ta mới giao cái thì lại đó. Cái này tôi nói là đàng hoàng là giữ lạnh chứ không phải là đông lạnh. Cô Loan bán bánh canh này bao nhiêu lâu rồi cô Loan ăn? Hồi xưa là cô học được từ ai? Tôi tự kinh nghiệm học của ai hết. Yeah. Coi như là mình làm á thì bữa nay mình cứ bởi vậy ta mới nói là kinh nghiệm đó. Yeah. Như mình làm bữa nay mình thấy sai cái chuyện này mình sửa. Rồi cái qua bữa sau mình thấy cái sai chuyện kia sai thì mình sửa. Chứ ai mà dạy mình đâu. Bắt đầu quá. Quỷ giùm em, mới chạy quỷ giùm em ở đâu, không chạy. Bán được bao nhiêu anh chạy? Không có bán một cái đâu, không có bán một cái đâu anh. Không, thì một cái nhiêu tiền? Mua nhiều. Hả? Không anh. Dù khen hay chê thế nào đi chăng nữa, có một thực tế hiển nhiên là quán bánh canh cua vỉa hè ở đầu con hẻm số 360 đường Phạm Văn Chí, quận 6 vẫn đông nườm nượp khách kéo đến chờ đợi mỏi mòn để được ăn tô bánh canh mà giá như bán ở nhà hàng cao cấp 5 sao. Phần nhiều đến để thưởng thức tô bánh canh cua 300.000 đồng nó ra sao, nhưng cũng có không ít người đã ghé ăn nhiều lần đâm ra ghiền. Còn ý kiến của bạn thì sao? Bỏ 300.000 đồng để ăn một tô bánh canh cua liệu có đáng không? Đã có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng có dịp bạn hãy cứ đến tận nơi thưởng thức tận miệng thì mới biết có gì mà không trải nghiệm được chứ.